bà Donald Trump, Melania Donald Trump, bà Trump nghe nói là sẽ phải ở nhà thương cho hết tuần. Và hôm thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì ông Donald Trump bảo là tôi dành tất cả thời giờ trong nhà thương với vợ tôi. Thì có thể rằng bà đã bị ung thư về. Trong báo thì nó chỉ nói sơ sơ là về vấn đề mà kidney problem, tức là mình hiểu ngay là cái vấn đề mà gọi là bệnh có liên quan tới cái bộ phận cái lọc nước tiểu. Thì thường thường những người bị tiểu đường hay là những người bị thận, tôi nghĩ rằng đầu tiên nếu mà ung thư đó là phải làm 3 lần, 1 tuần lễ 3 lần thay máu, cho tới khi nào mình gặp được cái người nào có cái trái thận hợp với mình. Đa số đó thì là phải là cái người thân nhân của mình, nhưng mà thận đó thì nó dễ hơn là bị về ung thư về tủy xương sống. Tủy xương sống đó là cái là cả 1 triệu người đó thì may ra có một người mới lại hợp với mình. Sĩ Đan đó, đấy, cái Sĩ Đan này, ca sĩ nhạc sĩ Sĩ Đan đó, rất là hên đó, là được cứu sống đấy. Còn cô ca sĩ thì bị chết này, cũng còn trẻ đẹp lắm mà quên mất, đi qua bên Trung Quốc mua trái thận về thay nhưng mà không không được. Thành ra cũng cầu mong cho bà tai qua nạn khỏi, và có lẽ là bà là một vị phu nhân, đệ nhất phu nhân đầu tiên là trong tòa Bạch Ốc, đang lúc mà chồng trẻ tại chức thì lại bị bệnh hiểm nghèo. Vâng, thì bây giờ mình chắc mình qua, bác có ý kiến về cái chuyện mà bà Trâm không? Tôi thấy tôi thương bà. Một trong những các cái mà tôi đề cập đây Bà rất là bình dân, không kiêu ngạo. vâng, và vừa đẹp, mà một trong những cái người mà đẹp đẹp, tôi thấy là đẹp mà sang trọng, là đúng là một Vâng. trong những người mà không Bà là model mà hồi và xưa. không có cái điều gì mà để mà chê trách cả. Dạ. Nhưng mà cũng lại có một cái người chồng cũng rất là đặc biệt, Dạ, ông và trong chồng có này rất đặc biệt. một trong những các cái người chồng rất đặc biệt. Và khi mà cái mà hôm qua mà ông ấy dọn tòa đại sứ đi qua bên Israel đó, Vâng. thì thực ra là cái này là đã bao nhiêu người nghĩ tới rồi, đã bao nhiêu người cứ nấn ná rồi, Dạ vâng. nhưng mà đấy là nó là ba bốn cái tôn giáo. Và cái ngày mà dọn đấy lại là chọn đúng cái kỷ niệm 70 năm khi mà thành lập cái nước Do Thái Dạ vâng, nào. đúng rồi, À, đúng đúng. à, cái nước Do Thái là cái nước mà do cái dòng giống của họ đó bị Đức Quốc xã Hitler họ Dạ thiêu vâng. sống cho hết. Thì sau đệ nhị thế chiến đó, người ta thương tình, người ta mới lập cái Những người do thái lưu vong những á. Dạ. người Do Thái lưu vong mới về lập quốc ở Dạ đó. vâng. Và về lập quốc ở đó đó thì tất nhiên là hồi đó là cái nước Anh là cái nước mạnh nhất, Dạ vâng. là cái nước Anh là nước mạnh nhất. Và tôi vẫn nghĩ rằng họ đã cấy cấy cái sinh tử phù vào Trung Đông đó. Do đó mà đây là một trong những cái tinh hoa, rõ ràng đây là cái mảnh đất hứa, và đây cũng lại là những con người tinh hoa. Cái giải Nobel nhiều nhất, những giải về khoa học cô ấy cũng lại là cái Là người đâu? Israel. Dạ đúng Thành rồi. ra mình mới thấy rằng thì là cái dân tộc xuất sắc, mà ở đó coi như rằng thì là tứ bề, coi như rằng thì là giữa một khối Hồi giáo, mà mình mới nhìn thấy là cuộc chiến 12 ngày đêm, chỉ có mười mấy ngày đó mà khống chế cả cái khối Hồi giáo, và cái tướng mà Mosaddegh đó, cái ông tướng độc nhãn đó, vân vân. Thế thì đấy là nói về cái nước Israel. Vâng, bác ảnh hưởng lúc đó thật sự rằng về vấn đề miền Trung Đông nó ảnh hưởng của Nga là nhiều nhất. Đấy, ảnh hưởng của Pháp đó là về châu Phi và Đông Nam Á, Đông cái Đông Dương. Đấy. Thì và phải phải nói rằng là người Do Thái với người Mỹ nó có những cái sự gắn bó.
mà anh Mỹ anh đã đầu tư vào Do Thái từ lúc đó là phải đâu phải nói rằng đầu tư ngay đấy. Thành ra bởi vậy đó, hầu hết tất cả những ứng cử viên của Mỹ đó mà có thân Do Thái là hầu hết đều có được có một cái sự trọng vọng. Bác thấy ngay cả Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa không cần biết, mà cái Đảng Do Thái là đảng mạnh nhất. Tôi nói là nước Mỹ nó có thêm một cái đảng nữa, Đảng Do Thái, nhưng người ta không dám công nhận thôi. Thì cái người mà đại diện cho Tổng thống Trump trong cái khánh thành tòa đại sứ đó, dạ, là cái anh Kushner đó, dạ, là cái con rể đó, dạ, là thằng đó cũng lại là Do Thái, dạ, cũng Do Thái, nó là gốc Do Thái mà ông Donald Trump là cái ông là cái generation thứ ba, đấy, chứ là ông nội ông cố thì đã cũng là gốc Do Thái mà. Tại nhà ảnh hưởng Do Thái nó rất là mạnh ở trong cái cộng đồng này. Vâng, thành thật cầu mong cho bà, tôi thấy bà là một người đệ nhất phu nhân đầu tiên ngoài ông bà Barbara Bush, là người rất là nghĩa là gọi là cái bình dân á. Không cái có thể rằng tại vì bà giàu sẵn này, bà không phung phí tiền bạc của cái tòa Bạch Ốc hay cái gì này kia, nhưng mà những cái bà khác ấy, những người khác ấy, chẳng hạn như là bà Obama đó, bà tổ chức một bữa tiệc, hoặc là ngay cả cái người mà giúp việc cho bà lương tháng còn hơn cả thượng nghị sĩ nữa, mấy trăm ngàn, trong cái thượng nghị sĩ có 250 ngàn.